Anybody who have the great transformation there? And then of course our side is difficult because of all the leaders were there. Yeah, only Songnam and Limor remained. And anyway, I went there and then after coming back, I had some examination to do. So anyway, my determination is for the Cambodia members, I sent to the group chat team. Anyway, on detail maybe I will talk later. But the point is we really need to make a bottom up as a true guidance plan. So, without joking, we really need to make 50,000 registered members. And then 21,000 association members. Send our members to the ALP, 120 people. Oh.
like three or four. Actually, for us also, we don't have money. We don't have enough. Actually, I never think yet. Because too busy to think. Rapunya tu belum ramai tak tu mentor anda kemarin tak minta. But too busy to think, but we need to think and we need to prepare suddenly. Kita ada belum berminta kita dah berkes dan berjumpa dengan orang top hangar. And our situation is all the leaders went to Georgia. And the time we were in that that long time, we were in the social hall. And the only Songnam and Han and I remained. So the night and look, had to be a little pain. And then that's why we really need the more to determine more. Then we put in the car, we will be able to get the car. And this situation that we need to overcome, that situation that one suddenly and overcome. You know, what? That is overcome. I was very surprised at this situation. But anyway, the situation is six long time. Only the reason is that I want Sondat to see through mother. And then anyway, this even that I never so much think about bring Sondat to Korea, but think Nepal. And I told this story to Ignat, Honorable Ignat Dai, to I think last year at Kimonjo. Nhưng lúc bây giờ dương trên tầng càng cao, tầng càng cao nó xích chết tầng càng là những căng tá lục bạc. Maybe sometimes, yeah, maybe you have the experience. You go out for fundraising and you really know how to do. Chắc cứ như mai như mong tập, trả bỏ hết là sao tại lúc bây giờ dương, bình hát những gì khác, bắt chắc là sao. So this is what Bimo is facing right now. Chắc cứ như nhiều ấy là bốn của yeah, inside the ALD can do well, but us go out from the ALD, difficult. Now we know his feeling. What he struggled in the ALD is nothing. Yeah, like that. So why? If you don't bring the victory now, where do you bring the victory? You don't know that. Fundraising is the restoration of your body.
tin tức nào mà anh ấy luôn mong sao nhóc ca phân tích vì cái ta là cái đầu tiên tại phòng này. Yeah, you struggle, no need to care about, no need to think about your struggle, no, just go. Ah, như là chứ cứ mạnh cấp đây, cứ đi theo chúng ta, chờ tâm rồi. If you do that, you will repeat. Và từ từ chứ hai cái bát như con người cũng thế. And the next one you need to do, you need to restore your heart. Chứ như tôi nói vậy là without restore the physical. To try to do for the restore the heart cannot do it because still the Satan is in your body. Và thứ hai, bởi vì mình cứ cả ta là người cả đời thế, chưa còn ai ta lên chức mà hiện tại cũng luôn sa tắc là không chức được. So why you the reason why you need to go for fundraising? You restore your body. Hãy đem đi đi trong cái cả không chức được ta thì cả ta là không đấu riêng cả của mình. Chase out the Satan from your body. Chúng ta đánh giá là những gì đi cài vào mình. Và chúng ta bây giờ chúng ta cứ tha thông bây giờ chúng ta riêng từ xa ta có bản thân. If when you really completely deny yourself and then beyond that experience you will know the true happiness. Chúng ta đã đọc về đại dương và đơn giản bác đọc về đại dương chúng ta làm bài đó. Thái dương được đơn giản một bọc tiết thang và với tất cả chia sẻ đạo của bọc đốt bằng bài này. So, but what is the sword to cut yourself? Ta với cái chia tao là ai cắt như này là that is the divine principle. Như cái chia tự bi của cả thể. Everything you need to check yourself centering on divine principle. Và chứ như lúc già đó thì có thể chúng ta trút đến chút mà nước và ai là nước cô ta anyway, I want to continue for the breakfast. Chứ như to đặt copy điện thoại của hóa this 3-day workshop just in the event principle. Và chứ như là bây giờ anh đi từng riêng đi 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 bằng principle as a directly our purpose is this why we came here with the Cambodian members together with the Nepali members. And then also ourselves is also working crazy for the HDM. So I have told you in the while team of the team, I mean, not the band of the team, I go to go to put the work out in the city for the head, you know the rhythm of the people. We are very busy, maybe we cannot take care of you well. Nhưng tất nhiên là muốn nói là anh nhiều mình mang cái thai con cũng như mang họ tiền. So that's why I did that. Thì chúng ta là xin lỗi với những người mà biết mấy lần tôi không được tiền. My personal situation also, like after these 3 days workshop, in that night I need to go to my friend. And then I will come back next day. Yeah. And then blessing. But blessing maybe only 50-50, Just lấy bài không bắt cụ không khác không ổ mạng không ổ mạng ổ mạng là đẹp về từ sọ khăn đây cần cô tư dân trình đây cần trình.